hoạt bát mà vui vẻ với mọi người nhiều quá nên gái theo nhiều lắm em không chịu. Trời ơi trời, tôi cũng khổ lắm nha, cái ca này tôi khổ lắm. Em không thích bạn nam sống múi nha, em thích bạn nam có bụng mỡ một chút rồi. Thích một múi là có nhưng mà ít ạ. À. Ít hả? Thôi ít ít xài tạm tạm cũng được em ơi. Dạ không sao đâu anh, em về em có thể nuôi vỏ béo anh để anh có bụng mỡ anh. Đó. Bạn nam bụng mỡ cái xong lâu lâu em banh áo rồi em chui vô cái bụng mỡ đó cảm thấy nó ấm ấm làm sao. Trời ơi đã hả? Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời ta giới thiệu về mình. Lần đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, bạn tham gia chương trình và tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Quý, năm nay em 28 tuổi, hiện tại thì em đang kinh doanh mắt kính tại cửa hàng ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Rồi, bây giờ tới nhà gái. Dạ, con xin chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả đang có mặt ở truyền hình cũng như quý khán giả đang xem đài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Đào Thị Cẩm Giang, 28 tuổi, hiện đang là nha sĩ, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi làm nha sĩ đó nha. Hai bạn này hợp nhau nhỉ? Bên kia là bác sĩ về răng. Về răng. Dạ đúng rồi. Vậy mai đi khám răng mắt Lan ơi. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta nói về điểm yếu và điểm mạnh của nhau đi. Nhà gái dạ, nói rồi. Trước đi em. Dạ em thường có ưu điểm là thường em vui vẻ rất là những lúc mà em thường hay làm trà mèo cho mọi người á. Thỉnh thoảng giống như là mọi người mà có gì buồn hay là bị áp lực công việc hay là stress như thế nào á thì em có thể là em quay một clip nhỏ cái xong em bật nhạc lên cái em kiếm cây chỗ hay cây lau nhà gì đó cái xong em đứng đàn cái xong em nhảy cái em gửi clip cho mọi người. Tức là mình tự làm luôn. Dạ đúng rồi là em tự làm luôn. Còn nhược điểm của em đó là em rất là dễ giận, kiểu như tính em rất là nóng. Em cọc tính là em không làm được gì người ta hết. Là em sẽ đi em lầm bầm em la, em kiếm một chỗ vắng em la á to thiệt là to vậy á. Là em xấu ăn khi mà em đói em rất là xấu tính. Là khi mà em ngủ á em ngủ rất là say, mọi người có thể rinh em đi mà em không biết luôn. Trời ơi cái đó nguy hiểm lắm đó. Dạ. Nói chung là những cái điểm yếu này nó cũng rất là vui vui rất là dễ thương. Rồi nhà trai. Dạ điểm mạnh của em là em biết quan tâm và chăm lo cho sức khỏe mọi người, đặc biệt là người thân và con nít. Mình thích được hỗ trợ những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Em thích tham gia những cái chương trình từ nguyện hoặc những chương trình thiện nguyện để từ đó thì mình hiểu ra được những cái hoàn cảnh khó khăn và từ đó thì mình sẽ cố gắng trong công việc để mình hỗ trợ cho mọi người được nhiều hơn. Và cái nhược điểm của em thì là em ít nói. Bên kia nói cũng hơi nhiều một chút được rồi. Dạ. Hai bên hợp lý nhau. Bù trừ cho nhau. Dạ. Bây giờ thì mình nói chút xíu đường tình duyên đi em trai. Dạ em thì là em trải qua hai mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên là em quen cách đây được 6 năm. Em quen bạn đó được 4 năm. Cái thời gian đó là em đang sống, làm việc và học ở bên Đài Loan 5 năm. Thì sau một thời gian đó thì em quyết định là em về Việt Nam. Còn bạn đó thì bạn định cư ở bên đó. Thế nên là bạn không đi đến được với nhau. Mối tình thứ hai là em mới về Vĩnh Cửu Đồng Nai em làm thì em có quen một người bạn. Em tìm hiểu người bạn đó. Nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu khoảng 3-4 tháng thì em thấy không hợp. Thế nên là em mới dừng lại. 3-4 tháng thôi. Dạ. Đó là đường tình ở bên đây đó, còn bên kia làm sao? Bên đây làm sao cưng? Hồi trước xưa thì em có quen một mối tình nhưng mà do là tụi em yêu xa nhau. Sau vì khoảng cách địa lý cho nên tụi em dừng lại. Tại vì anh đó cái ý định lập nghiệp ở bên nước ngoài. Vậy là không cùng quan điểm rồi. Dạ đúng rồi. Chỉ có một mối đó. Dạ đúng rồi. Rồi bên đây có một mối một hả ông ơi? Đó là nhược điểm của em, cũng là giống như em bị lụy tình đó. Tức là em sống trong một mối quan hệ là em sống trọn vẹn cho cái mối quan hệ đó, cho cái chuyện tình cảm đó. Thật ra bên đây hai mối cũng như một mối, mối kia có mấy tháng tìm hiểu mà. Bây giờ bỏ qua những chuyện cũ đi. Bây giờ chúng ta hãy hướng về tương lai. Bây giờ trong tương lai em muốn có một người yêu như thế nào? Dạ do là em thích nấu ăn. Cho nên là với lại là những dịp lễ Tết thì em ít khi đi chơi lắm ạ. Em thích ở nhà. Cho nên là em mong là bạn đó có thể cùng giống như là chia sẻ cho em những cái khoảnh khắc. Giống như là ở nhà thì có thể hai người có thể cùng nhau nấu ăn hoặc là bật lên một bài nhạc chill cùng một ly rượu. Uống rượu được hả? Dạ không ạ, em thích ý là chill chill thôi, cầm chill chill chụp hình đó đúng không? Dạ đúng, chill chill chụp hình. Rồi bây giờ có cái điều gì mà mình không thích ở bạn trai nè? Em không thích bạn trai là bạn nam đừng có hút thuốc ạ. Tại vì em không có chịu được mùi thuốc, với lại vấn đề là em ưu tiên cho sức khỏe nhiều hơn. Chỉ có vậy thôi hả? Không, thứ nhất là đòi hỏi nhiều hơn đi em. Dạ nhiều chứ, từ từ chứ. Là bạn nam đó ở ngoài bạn đó đừng có kiểu giống như hoạt bát vui vẻ với mọi người mà phải lạnh lùng, tại vì hoạt bát mà vui vẻ với mọi người nhiều quá nên gái theo nhiều lắm em không chịu. Trời ơi trời. Tôi cũng khổ lắm nha.
cái ca này tôi khổ lắm. Em không thích bạn nam sống muối nha, em thích bạn nam có bụng mỡ một chút rồi. Thích một muối. Một muối hả? Dạ đúng rồi. Ở đây rồi có hai người, chỉ có một người một muối thôi. Một người bên kia nhiều muối. Chào em. Dạ em chào chị. Điều đầu tiên chị sẽ hỏi em là em bao nhiêu muối? 4 muối ạ. Đang ngồi tính 4 muối. Tính rồi. Dạ. 4 muối gì chắc bụng đâu có mở đâu ha. Dạ có nhưng mà ít ạ. Ít hả? Thôi dạ. ít xài tạm tạm được em ơi. Dạ không sao đâu anh, em về em có thể nuôi vỏ béo anh để anh có bụng mở anh. Đó. Nhiều cô gái thích bụng mở, bụng mà bự ôm cho nó đã đúng không? Em lâu lâu em thích là cái kiểu là bạn nam bụng mở, cái xong lâu lâu em banh áo rồi em chui vô cái bụng mở đó, cảm thấy nó ấm ấm làm sao. Trời ơi đã ha. Hay quá. Mấy chàng trai mà bụng một muối thì chúng ta hãy vui đi. Vì cuộc đời đâu phải lúc nào người ta cũng thích sáu muối đâu. Đúng rồi. Đúng không? Dạ, giờ là mình mong muốn có người bạn gái như thế nào? Dạ em mong muốn có một người bạn gái có cái lối sống đơn giản cùng với em để tham gia những cái hoạt động từ thiện được nhiều hơn nữa. Bạn này là chị thấy bạn này cũng rất là đơn giản, không có thích chơi bời gì nhiều, ngoài cũng không bạn bè gì nhiều đâu. Dạ cái này thì anh yên tâm ha, tại vì em cũng có tham gia một cái nhóm từ thiện của chùa á, cho nên em cũng thỉnh thoảng có hay đi từ thiện ạ. Cười nên cười là anh yên cười. Tâm là em sẽ đồng hành cùng anh ạ. Chào em gái. Chị chú Yên Linh ạ. Chừng nào con có thể cho đàn trai bước tới? Dạ thì khi nào anh tỏ tình với em thì em cho anh bước tới. Ngon lành. Ngon lành, câu này hay nè. Thì anh tỏ tình anh cầu hôn thì mới cho anh bước tới được. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng là cầu hôn càng sớm càng tốt, nếu như hợp lý ha. Dạ. Ok, vậy là được rồi. Bây giờ là mình hỏi coi nhà gái đi với ai nè. Dạ hôm nay con đi cùng với lại bạn thân của con và bé em của con ạ. Con là Mai Trinh, bạn thân của Cẩm Giang. Đến đây thì con cũng hỗ trợ tinh thần cho bạn để tìm được một nửa của mình như ý. Con thấy nãy giờ tinh thần phấn chấn không? Dạ thấy bạn nam thì cũng vui vẻ, hoạt bát, công việc ổn định. Nói chung là có nhiều điểm tương đồng đối với Giang á, nên là Giang suy nghĩ và quyết định đúng. Hai bạn này hợp không? Con nghĩ là hợp. Nếu Giang cảm thấy ok thì cho cơ hội tiến tới để tìm hiểu. Rồi, được rồi. Bạn nam đi với ai cưng? Là em đi một mình. À rồi, không sao, có chú Quyền Linh. Để tôi lo cho, tôi là mai là mối luôn cho. Bây giờ mở rào là tấn công liền nha. Mở rào. Một cô nha sĩ rất là dễ thương. Ủa, mình mở rào rồi mình nhìn qua anh, mình nhìn nhau. Chào đi anh. Chào anh ạ. Em có món quà nhỏ gửi tới anh. Hy vọng là trong công việc anh có áp lực đến cách mấy thì anh cũng nghĩ là em anh còn chịu được thì huống chi mấy cái công việc đó. Ok, dạ rồi, để anh cảm ơn. Đến với chương trình hôm nay thì mình có cái món quà là hai cuốn sách. Cuốn sách thứ nhất là có nội dung Đàn ông sao Hỏa và Đàn bà sao Kim. Yeah. Thì cuốn này thì mình đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. Yeah. Thì nhân tiện qua chương trình thì mình xin được tặng bạn để bạn có lúc nào đó rảnh thì bạn có thể bạn đọc cuốn sách này. Yeah. Cuốn sách thứ hai là cuốn sách Quảng gánh lo đi và vui sống. Thì mình cũng đọc nhiều rồi thì. Dạ cảm ơn anh ha. Ừ. Năm mới cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe. Mừng tuổi cho anh ạ. Okay, năm mới mình cũng chúc mừng sức khỏe bạn. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh là em cũng rất thích là đọc sách. Lúc nào mà bạn cần đọc sách thì cứ liên hệ với mình ha. Dạ rồi. Cái tủ sách của mình thì bạn đọc chắc khoảng 2 năm. Em cũng có rất nhiều sách nên hy vọng là em với anh có thể trao đổi sách được với nhau. Vậy đỡ tốn tiền mua ha. Dạ rồi. Trời ơi. Rồi hai bạn về chỗ đi. Em có nhiều tật xấu lắm, anh có nhắm chịu nổi được tật xấu của em không? Em xấu ăn, xấu đói, xấu khi cả khi ngủ nữa. Cái đấy không sao đâu. Nhưng mà những khi em mà nóng tính là em hay quạo lắm á anh. Em hay nói nhiều, em hay la làng la xóm, anh có chịu nổi không? Cái đấy mình lắng nghe được á, không có sao. Em thích con trai bụng bự á, anh có nhớ anh bụng bự để mà cho em ôm được không? Bây giờ đứng lên khoe cái bụng để coi coi người ta có mê cái bụng của mình hay không. Dạ. Thử coi, nàng có thể qua, nàng đứng đằng sau, nàng vòng tay lên đằng trước. Nàng thử coi là cái bụng này nó có vừa ý nàng chưa để người ta biết người ta tăng hay người ta giảm. Qua đây chú đổi cái bụng cho nè. Đi lên đây con. Ủa đi lên đây cưng. Coi như là em đang siêu âm cho anh vậy nha. À, mà cái này là đi. Em siêu âm mỡ nha. Cái này ngon không? Em cần anh phải tăng lên chút xíu nữa. Thôi vậy chưa bự. Chút chú mẫu bụng cho coi. Bé này lạ quá.
Mình tiếp tục câu chuyện đi nào. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em là em cần một người biết chia sẻ cho em. Tại vì đôi lúc là áp lực công việc á, cho nên là em chỉ muốn là nói ra hết được những cái áp lực trong lòng của em thôi. Thứ nhất, thứ hai là em muốn là trong chuyện tình cảm á, em hay nhõng nhẽo, kiểu giống như em là một người con, giống như đứa con nít á. Bình thường em rất là độc lập, nhưng mà khi mà em quen rồi á, em muốn nhõng nhẽo á. Cái em cần là cần có sự bao dung đối với em. Tại vì và bản thân mỗi người phải hạ cái tôi. Cái đấy thì mình nghĩ mình sẽ làm được ha. Còn anh, quan điểm hôn nhân của anh như thế nào? Quan điểm hôn nhân của mình thì là mình muốn tìm một người bạn nữ có cái cuộc sống nó đơn giản, cái suy nghĩ cũng đơn giản. Bạn nữ đây nếu mà có khó khăn trong công việc ha, cuộc sống đấy, thì mình luôn luôn là người lắng nghe và chia sẻ giúp bạn ấy, để bạn ấy cảm thấy mà cuộc sống nó nhiều cái điều mà đáng trân trọng hơn. Dạ, em là thỉnh thoảng là kiểu như là vui vẻ thì em nói rất nhiều, nhưng mà khi em buồn lên á, em hay quậu, em ít nói lắm. Nhưng mà em đi cắn người, cho nên là anh có chịu nổi được cái tật cắn người của em không à? Cái đấy mình chịu được đó. Cái gì mà được không? Dạ, em được cắn là em cắn đau lắm á, anh có nhớ chịu nổi không? Không, sẵn cái da heo để ở nhà, mỗi lần anh giận lên thì đưa ra. Cũng mệt rồi đó. Nghe thấy đau. Ngày giận mấy lần chắc tan nát lời trai quá. Thôi bây giờ đâu thử em kiểm tra mắt bạn nữ coi. Thể hiện tài năng. Đúng rồi. Hiện tại bạn có thể bạn che một bên mắt được không? Bạn che mắt bên trái trước. Dạ rồi em xem. À, bạn có nhìn những dòng chữ này được không? Dạ có. Rồi bạn nhìn được chữ này không? Dạ có. Rồi bạn che mắt bên phải đổi lại. Rồi bạn nhìn được những dòng chữ này không? Dạ không. Dòng chữ này bạn nhìn được không? Dạ có. Khi mà dòng chữ bên này thì bạn nhìn được không? Ủa gì vậy? Gì vậy mọi người? Ủa gì vậy? Kiểm tra mắt Lan. Bác sĩ mắt, kiểm tra mắt Lan thử coi. Ủa cái gì mà vỗ tay dữ vậy? Ủa tôi bỏ sót điều gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Thấy mắt tới gần nó mới thấy mắt Lan là thuộc con mắt gì vậy, bác sĩ? Mắt bị cận ạ. Cận quá đúng không? Dạ, cận quá. Mấy độ đâu kiểm tra. Bây giờ nào bác sĩ đứng lên kiểm tra mắt Lan thử coi chữa thế nào. Trời thì đeo mắt kính chứ gì mà chữa. Kiểm tra thử coi. Phải đeo mắt kính. Hả? Phải đeo mắt kính. Ờ vậy. Dạ. Bây giờ nè, dạ. Tới nắm tay nha sĩ ha. Thì chia sẻ những cái cảm xúc của mình nãy giờ đối với nha sĩ. Ủa anh không nắm tay em hả? Đây, đây đây. Hai tay đi. Thật tay được hả? Tay em lạnh lắm á. Ừ, ok. Cho anh 5 giây anh cảm nhận á. Hơi run. Hôm nay gặp anh thì em thấy như thế nào? Bề ngoài anh lạnh lùng rất thích, nhưng mà quan trọng vẫn là cái sự bao dung chia sẻ của cả hai và sự đồng hành trên con đường. Cái đó thì anh nghĩ là thời gian tới thì mình sẽ cố gắng mình hiểu nhau hơn trong cuộc sống ha. Anh có ngại đi xa không? Không. Tại từ Vĩnh Cửu mà lên Sài Gòn là đi xa lắm á. Trước anh còn đi Thiên Nguyệt tới Quảng Nam được lắm. Mình cũng thích đi như vậy, thế nên là mình không có ngại đường xa hết trơn ạ. Nhưng mà anh đi bằng xe máy hả? Ừ, có, mình đi bằng xe máy cũng có. Vậy anh đi xe máy anh có cần người ngồi sau ngồi ôm không? Có chứ, trong vậy cho nó chắc chắn. Ủa em nói gì? Hả? Bữa sau nuôi cái bụng bự bự đi, em sẽ ngồi sau ôm á. Cái này là có cái thun thôi chứ không là bự hơn á. Có cái thun cuốn ngang gì đó. Rồi tới công chuyện luôn. Ủa em đang nghĩ gì? Em đang nghĩ cái câu để em nói hả? Dạ. Cái câu gì mới viết trong giấy cũng được đó. Anh quay đằng sau kìa. Bác sĩ có thấy chữ này không? Mà anh thích em. Anh nói gì em nghe không có rõ. Anh có thể nói to thì không? Anh thích em. Anh thích em. Em nghe rồi. Rồi được rồi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định bằng chính nút bấm. Khi chúng ta bấm nó là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Có trách nhiệm với quyết định của mình nha các bạn. Không phải mình bấm để rồi chơi vui. Chúng ta nãy giờ có thể giỡn với nhau, đùa với nhau chút xíu, nhưng đã đến lúc chúng ta phải lắng lòng mình lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Hãy làm theo sự mách bảo của con tim nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Dạ, chúc mừng em. Bây giờ chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. Giờ khám tay đi. Chưa có kinh nghiệm. Đan tay nha. Đó, đó đúng rồi, okay. Đó. Năm mới, tất cả mọi điều đều mới. Dạ. Sẽ có tình yêu mới. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ chăm sóc tình yêu này cho đâm hoa, nở nhụy nha. Dạ. Rồi,
các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một lần nữa chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn anh chị. Rồi. Một ngày đầu năm với một cái sự mở hàng rất là suôn sẻ, thì hy vọng rằng nguyên một năm ông sẽ Mai xuôn. Ông Mai bà mới sẽ suôn. Chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất quý vị nhé. Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Hai năm mấy nay em ở vậy em nuôi con em. Tại xưa em cũng làm biển hết mười mấy năm rồi, biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được, con cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Làm được. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Xin phép mời bạn nữ ra trước. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Mình mời bạn nữ giới thiệu trước nha nhà trai ơi. Em là Đoàn Thị Minh Huế, sinh năm 1986. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em buôn bán, bỏ xỉ lẻ tiếp theo ạ. Mời em trai. Em xin chia sẻ giới thiệu, em là Tô Minh Khang. Em sinh năm 83, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em làm về cái gì? Gõ nội thất tủ bàn ghế. Đóng tủ bàn ghế luôn hả? Tức là dạ. Thợ mộc đó đúng không? Thợ mộc với phần em gia công hết luôn, công ty Phú Đỉnh đó. Rồi em quê ở đâu? Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Trời thấy thương, giờ bà ngoại đang ở đâu? Ngoại chết rồi, giờ em ở bên vợ hết mười mấy năm. Nhà vợ cũng lấy chồng khác rồi. Giờ em cũng đi hai năm mấy nay em ở vậy em nuôi con em. Trời thấy thương vậy. Trời em vợ sao? Em lấy nhau được mấy năm mà tự nhiên 12 năm. Mấy đứa con em? Ba đứa. Trời thấy thương. Ba đứa là một mình nuôi luôn hết hả? Bên vợ nuôi em trợ cấp mà chị ơi. Ủa vậy tính ra là bây giờ anh sống có một mình thôi hả? Em sống có một mình. Một mình luôn. Điểm mạnh của em là gì? Em biết lo việc nhà, cửa nước nôi, về cơm nước em làm được hết. Tại em tự lập thúc 10 tuổi rồi. Rồi có điểm yếu gì không? Em yếu bị hay bạn bè mượn tiền không trả. Nó hay gạt em hoài, cái thấy em nhiệt tình, cái mượn nó kêu mượn 100, em có 200, nó cho mượn 200 hết. Gì kỳ vậy? Tại rồi. Em tính nhiệt tình mà, mượn như em cho nhiêu à. Vậy giờ em còn tiền không? Còn có mấy chục triệu à. Cho anh mượn được không? Cũng được mà anh ơi. Cũng được luôn ha. Mượn vài năm trả nha. Mượn luôn cũng được có sao đâu mà. Trời ơi thấy thương không? Thôi không được. Mình giờ mình chuẩn bị mình có một gia đình mới rồi thì mình phải nghĩ tới gia đình mình. Chỉ có 10 đồng mình cho mượn 2-3 đồng thôi. Sao thấy thương quá. Nãy giờ là tính qua ôm một cái an ủi rồi đó. Thiếu may mắn quá à. Nhà gái sao nè? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, hoạt bát, buôn bán, thích nấu cơm ăn gia đình. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, đi trước đám đông hay nhút nhát. Thôi cái đó thì cũng không sao. Rồi bây giờ mình nói về cái đường tình duyên của mình đi. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Ảnh có gia đình trước rồi nhưng mà chưa có thôi dứt hẳn, nhưng mà ảnh cũng nói là ảnh có thôi dứt khoát hẳn rồi, ảnh cũng có hai đứa con. Thì em quen và tin tưởng, nói chung là ảnh cũng đưa đi chơi chung với cơ quan, với bạn bè, đồng nghiệp của ảnh. Thì mình cũng tin tưởng gia đình, anh em rể có thứ này biết em hết. Ảnh nói là ảnh công việc nhà nước thì ảnh không có thể nào mà làm đám cưới hoặc là đăng ký kết hôn được. Để chờ khi ảnh về hưu thì muốn gì ảnh cũng chịu. Thì đến khi mà sinh sống với ảnh được 5 năm sau thì em có bé đầu. Em có bé trai đầu thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc, trai gái. Nói chung là đủ thứ hết. Em cũng tự lập từ nhỏ và em cũng tự muốn những gì cuộc sống của mình tự quyết định và không muốn để gia đình buồn phiền về cái chuyện hôn nhân riêng tư của mình. Em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi thì em dứt khoát hẳn hồi luôn. Và cuộc sống của em tự lập từ đó đến khi bé nhỏ được 1 tuổi, gần 1 tuổi rưỡi thì em bị bệnh. Gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư thì em mới không chịu nổi được nữa, thì em mới đưa hai bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê.
Thì gửi được 2 năm em phục hồi được sức khỏe ổn định lại, thì bắt đầu em rước hai bé lại. Và khi mà em bệnh đó, em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi hai đứa con, em liên lạc không được. Bạn bè ảnh cũng biết luôn, nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết, chứ không phải là không biết. Nhưng mà ảnh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm hai đứa. Hôm nay cặp này bên bị lừa tình, bên bị lừa tiền. Cuộc đời sao nó cũng trớ trêu quá nhỉ. Rồi quê là em là ở đâu? Quê em ở Ninh Bình ạ. Còn ai ngoài đó? Giờ em còn có mẹ ở ngoài đó. Ở đây, ở đây thì còn có ai nương tựa nữa không? Dạ ở đây không, ở đây chỉ hai em ở trên Củ Chi. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Em cứ nghe hoàn cảnh nhà gái em thấy sao nè. Giống hoàn cảnh của em có sao đâu mà em cũng chịu cực từ nhỏ rồi mà. Nghe vậy có cho mượn vài chục triệu nuôi con không? Trời ơi. Thường em gì cũng được, cái này mặn hết tiền đưa hết có sao đâu mà. Hồi nãy khi mà em nghe câu chuyện của anh á, tính ra thì từ nhỏ tới lớn anh đơn độc có một đúng mình. Đúng rồi. Cái mong muốn của anh để mà có được một cái người phụ nữ ở cái thì tương lai á, nó như thế nào? Nói chung em cũng không cần quan tâm, nếu em đi làm, nếu em về được nhà em phụ vợ, cái gì em phụ được em phụ, nấu cơm cũng được, giặt đồ cũng được, cái gì em cũng làm hết trơn. Tức là chỉ mong có một người để mình được phụ thôi. À. Đúng rồi. Vậy em, đó. Em trai, anh hỏi thật nha, kinh tế của em đó, em làm có một mình, em đủ lo cho một người, đủ lo thêm cho ba người nữa không? Tại em làm công ty xí nghiệp cũng lâu rồi, tại em làm pha trưởng, lương em cũng có 15 triệu. Mà tối mình cạo mướn thêm, em cạo ngành cao su, em cạo giỏi lắm. Em đi em cạo cái ngàn mấy cây nữa. Tại xưa hai chồng em cũng mặn, ba đứa con thiếu nợ, phần em cũng trả nợ, em cũng vừa dứt hết năm rồi. Một mình em trả 100 mấy, 15, 16 triệu, cái em trợ cấp cho con em hết 3 triệu mấy, 4 triệu, cũng còn dương 10 triệu. Còn tiền cạo em đi 100, 200 ngàn, em để tiền ăn, tiền nấu xăng. Tại hồi xưa em cũng đi làm biển hết 10 mấy năm, rồi biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được, con cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Và làm được. Lỡ mà có rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo thì đây cũng là một cái người đàn ông có thể tự vươn lên, tự bươn chải và có thể tự thoát ra được những cái chuyện mà nó không hay như vậy. Là em gái, thật ra nếu hai bạn mà kết hợp nhau làm ăn á, dạ, thì em nghĩ rằng rất là tốt. Hiện nay em ở nhà ai? À, hiện nay em đang ở nhà em ở quận Bình Tân ạ. Rồi khỏe re. Dạ. Ở đây nhà của em luôn hả? Nhà của ai? Em ở trọ từ ở trọ đó giờ luôn hả? Tại vì xưa em ở gửi 12 năm trời, em lo bên mấy em vợ, em học hành tài, em lo hết bên vợ, mặn nhiều tiền, em lo hết bên vợ. Em ra đi cũng bằng tay trắng, em cũng chả lấy gì trong nhà hết. Người đàn ông này nếu như có cơ hội để nấy cố gắng nỗ lực thì nấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình luôn. Bây giờ mình cứ để hai người nói chuyện nữa ha. Em đi với ai em gái? Dạ, em đi với hai con em ạ. Chào các con. Trai tên gì? Con tên là Việt Anh. Con nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Em tên chị, em mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con tên gì? Con tên Anh. Bữa nay hai đứa có biết là mẹ đang đi đâu không? Mẹ đang đi hẹn hò. Ê, con có muốn mẹ hẹn hò không? Muốn không? Cô Lan đi xuống với con nè. À, thấy cưng quá à. Con muốn mẹ hẹn hò không? Có ạ. Rồi, bây giờ nè, con nhìn cái chú này nha. Hai đứa nhìn chú này nha. Hai đứa thấy chú này như thế nào nè, đẹp trai không? Có. Con thấy chú đẹp trai không? Có. Có hả? Con nếu như mà bây giờ mà mỗi ngày chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Con thích ạ. Trả lời rất là nhanh luôn, con rất là đầy. Bây giờ để cô Lan hỏi anh hai nha. Bây giờ nếu mà mỗi ngày cái chú hai chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Có. Rồi thí dụ như mà chú muốn mượn mẹ con 2 tiếng đồng hồ để đi chơi riêng, con chịu không? Chịu luôn ạ. Chịu luôn rồi, con nhà con giữ em hả? Dạ. Được không? Được ạ. Con thấy chú này sao? Hiền không? Hiền ạ. Con thích không? Con thích chú không? Rồi ha, vậy là hai đứa ủng hộ mẹ đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Anh trai đi với ai em trai? Em đi cùng mình anh ơi. À, tội nghiệp không? Cô đơn quá. Thôi bây giờ là hai bên cứ trò chuyện với nhau đi nha.
Em trai muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chung em là dễ mà nè, nếu người thương em một, người thương em mười, ví dụ em thương bạn gái em cũng thương con bạn gái giống như con của em vậy, ở nhà vậy. Em mới lo tự đi tự tí. Chứ một tháng cho em về thăm con lần được rồi. Còn nếu mà xuống thăm bạn gái, chủ nhật em có rảnh em xuống thăm, ví dụ giờ em đang làm xí nghiệp, em làm pha trưởng, ví dụ một tháng em xuống được ba lần ngày, hai ngày chủ nhật nghỉ với ngày lĩnh lương. Được 3 ngày, một tháng em xuống được 3 ngày. Còn nếu ngày lễ hay Tết em cứ xuống đều đều. Em giờ đang ở đâu? Em ở huyện Dầu Tiếng đó. Dầu Tiếng Tây Ninh đó đúng không? Dạ. Thôi mở rào. Rồi. Qua đi em trai. Này anh cũng có này tặng em. Tự dạ. Tay anh làm. Dạ rồi em cảm ơn anh. Quay qua cho mọi người thấy đi. Rất là khéo tay luôn mọi người. Em làm bao lâu xong cái đó? À, tại em vừa làm chắc chưa, em nghỉ trưa em làm trong vòng 3 buổi trưa em làm xong. Tặng bạn gái I love you. Hai trái tim lồng vào nhau nữa. Rất là dễ thương. Cố gắng kiềm chế tôi không em khóc. Em nhìn anh bằng đầu hay sao? Thì mới thì cũng thấy là lạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Khang. Anh quê ở đâu ạ? Nói chung quê anh ở An Giang mà mẹ bỏ nhỏ nước ngoại, nhà anh em tới 8 anh em rồi. Dạ. Anh là thứ tư. Dạ. Ở nhà ngoại hơn 7 tuổi, tới năm 11 tuổi tự lập mà. Dạ. Và còn mấy anh chị em thì có ở gần gần đây không ạ? Có ông anh hai ở bên Dĩ An mà cả chục năm nay cũng không có về bển nữa. Nói chung anh em nào cũng khá hết trơn mà cũng không nhờ giả hết trơn. Anh tự mằng tự lo, ví dụ bệnh hoạn gãy tay gãy chân cũng tự mằng dành dụm tiền lo, không nhờ ai. Dạ yeah. Húc anh cưới vợ anh cũng tự mằng kiếm mấy chục triệu cưới vợ. Yeah. Ông bà già chỉ cứ lên thôi, anh cũng cho tiền xe về. Dạ yeah. 3 năm nay anh cũng không có về giữ. Nói chung ông bà già cũng không có thương anh. Yeah. Nói chung thương mấy thằng con cái gàn cho đắt cho đai với anh không cần thiết. Tự mằng tự lo. Đúng rồi. Đợt dịch này anh cũng trên đây bệnh hoạn nha. Cũng mới bệnh xong cách ly hết 17 ngày. Ông bà cũng có điện có thăm đâu. Thì em cũng giống như anh vậy đó. Cũng tự lập, không có nội, không có ngoại thì mất hết rồi. Còn có mình mẹ. Nói chung hai anh với em chung trong hoàn cảnh, chung hai đứa mình có hợp nhau, bù đắp nhau dễ sống hơn. Anh có nhậu nhẹt không? Không, nói chung anh không nhậu nhẹt, hút thuốc anh không hút. Dạ, yeah. Có biết cờ bạc gì không? Không, có Tết nhất anh em rủ bánh tướng lên 2-3 ngàn, 50 ngàn. Có vụ vợ cho 500, chơi hết 500 mà nghỉ, không chơi nữa. Vợ cho nhiều, chơi nhiều. Ví dụ hẹn hò, ví dụ tháng anh xuống được 3 ngày à. Ví dụ ngày thứ 7 anh làm sáng chiều 7 anh xuống thăm em với hai đứa con. Dạ yeah. Còn ngày đó lương anh nghỉ được nguyên ngày. Dạ yeah. Tại vì đang làm pha trưởng không có đi được. Tại quản lý công nhân coi hàng quá mà chỉnh máy móc cho công nhân làm. Tại hôm em chỉnh máy mà em cũng buồn, vợ em cũng cưa đứt cái ngón tay. Chỉnh máy sao mà sơ ý sao đứt cái lóng luôn á. Thí dụ như mà sau này có em có muốn thay đổi công việc cho anh về Sài Gòn anh gì không? Nói chung là vợ lo, mình thương chấp nhận thương vợ, đi đâu cũng được. Nói chung đi biển, xuống biển anh cũng đi được, anh gần anh đi cũng được. Chỗ nào có việc làm được, anh không ngại. Sắp tới dự định cũng có thể là qua năm, giữa qua năm em có thể mở quán. Một là mở quán nhậu, hai là mở quán cà phê với cơm trưa. Nói chung xuống đây mình cũng có công ty, ví dụ anh làm công ty cũng được. Về ngày nào phụ vợ được phụ, còn nếu không được chủ nhật ngủ phụ cũng bán. Em có ràng buộc gì không Khang? Không, em không ràng buộc anh Trân anh ơi. Em không có một mình gì hết. Chỉ có một tháng em về thăm con ngàn lần. Nếu em một tháng trợ cấp 3 triệu mấy 4 triệu tùy theo mà. Em làm nhiệm cho nhiều em ít cho ít, vợ cũng không đòi hỏi vậy đó. Nãy giờ em gái á, thật ra em gái có đồng cảm với lại bạn trai này gì không? Dạ có. Trước mắt anh nghĩ rằng em cũng cần một người bên cạnh. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Em đến gặp một cô gái thật ra cũng rất là thông minh và bản lĩnh đó. Em có muốn kết đôi dùng cùng với người đối diện không? Em cũng muốn kết đôi, em mới lên đây em tìm chương trình giúp đỡ của bây em. Giờ em tiến tới em nắm tay cô gái đi thử xem thế nào. Tiến tới nào, cái tay anh trai mà này kệ nó, trai gì đâu nào. Trời, trước sau cũng phải nắm nào, chứ cô gái, đâu có né em được gái. Đó tay nắm tay. Hai bạn đang lâu hai ngày cái tay. Nắm như vậy nè, nắm vô đó.
Mến không? Mến. Thôi giờ thôi anh cũng mong em cho anh một cơ hội để lo cho em cuộc sống sau này đi. Thôi cho anh một cơ hội thôi. Dạ, em cảm ơn. Ủa cái gì vậy? Người ta chưa nói lại cái gì luôn á. Hát quá à. Có hát tặng của em gái không? Nói chung em hát không được anh ơi. Em mặn gì cũng giỏi chứ. Nấu chè, nấu bánh gì em làm được. Nấu cơm, nước gì em làm được. Mà ca em ca không được. Gì cũng làm hết đúng không? Giờ vợ sai hoài có buồn không? Không, giờ mình làm cho vợ mình thì vui. Tại xưa em làm bà xã em cũng mặn suốt. Em tối mày cạo, sáng em về em lo con đi học nha. Bây giờ mình đừng nhắc gì chuyện cũ nữa nha. Em bỏ hết rồi, tại vì ai hỏi em mới trả lời, còn không hỏi em muốn nhắc tới. Mình đến với nhau, mình làm cho nhau vui, hạnh phúc. Còn nếu mà cảm thấy mà không vui, không hạnh phúc, không đủ cái tình cảm to lớn á, thì mình nên dứt khoát, mình nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Em cũng thích như vậy. Và em chỉ cần một người là thương con của em giống như con của người đó. Tại vì từ nhỏ tới lớn chúng thiếu thốn tình cảm bên nhà nội, bên ba rất là nhiều. Tại ba nó không có thời gian cho tụi nó. Từ nhỏ tới lớn nó đều ở với em hết. Chỉ có khi em bệnh ngã xuống thì em mới gửi cháu được vô chùa 2 năm. Bây giờ quan trọng hai người kiểm tra một lần nữa. Đủ yêu thương, chúng ta bấm nút. 1 2 3 Nắm tay chặt vô nào, nắm thật chặt vô. Nào hãy ôm một cái ôm thật chặt nào. Ôm thật chặt nhau nào. Chặt nữa nào. Em muốn mời hai bạn nhỏ lên đây. Hả? Hai đứa con lên đây, đây con. Hai con lên đây. Nói chung con em cũng hứa với chương trình. Rồi bây giờ là đó. Trời ơi. Nói chung hứa chương trình là thương vợ thương em cũng thương con em mới mốt con em có xuống nhà chơi cũng coi con của em thôi. Em nói chung con là cũng là con. Đó. Thấy chưa, nó ôm chặt quá chưa? Em nói với bạn em gì đi, nói với bạn gái gì đi, hứa gì đi. Anh sẽ hứa lo cho mẹ kem nửa cuộc đời còn lại. Dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Đứng đó đi con. Nào. Em gái em thấy sao? Dạ, nói chung là em thấy rất là vui. Một người cũng lần đầu gặp. Và em chỉ cần là thứ nhất là không cờ bạc, thứ hai là yêu thương con em, thứ ba nữa là chịu khó. Còn tiền bạc thì nó là phù du lắm. Mình tạo ra nó được thì tiền hôm nay nó có thể trong túi mình, ngày mai nó thấy có thể trong túi người khác. Nhưng mà mỗi một ngày mình sống mình cảm thấy điều đó là hạnh phúc, gia đình là hạnh phúc, nhiêu đó là đủ rồi. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà. Chúc mừng hai em. Dạ. Một lần nữa thì chúc hai em tất cả mọi điều may mắn nhất. Đó, đưa mẹ chú đi đi con. Đi đường này, đi đường này. Nãy khi mà nghe hoàn cảnh của hai anh chị là đã không có kìm lòng được. Sao dạo này dễ khóc quá. Đồng cảm đó ha. Người đã mất đi hạnh phúc, họ sẽ đón nhận hạnh phúc nhiều hơn nữa. Như vậy chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo để xem họ có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. À là vợ anh đó. Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn. Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Đừng có gọi là lấy cái chuyện có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Mời nhà trai. Rồi, rồi xin chào. Xin được mời nhà gái ạ. Trời ơi, quá là bốc lửa luôn. Thôi mời nhà trai giới thiệu về mình.
Dạ vâng, chào anh Quyền Linh, chào chị và chào người bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình sinh năm mấy Tình? Dạ sinh năm 1971. 71. Dạ vâng. Mình kinh doanh về gì? Nội thất gỗ đó. Nội thất. Rồi, mời nhà gái. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quyền Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 tuổi. Nguyên quán thì là ở Hoa Thanh Quế, sinh ra thì ở Nga, lớn lên thì lại ở Đà Lạt. Mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Là 6 tháng đó hả? Sao mình về sớm mình vậy? Đâu có lựa chọn được đâu, tại vì ông ba ông về cái là thôi đi theo luôn rồi, kiểu vác về luôn là vậy á. À, nên là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại Nga chưa? À, cũng rất là mong muốn là được về nơi sinh ra, nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng. Hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế. Tên nghe rất là đẹp ha. Việt Nga tức là Việt Nam Nga đó ha. Dạ, Việt Nam Liên Xô anh Quỳnh Linh. Việt Nam Liên Xô. Tình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi. Dạ, báo cáo ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội, cũng biết chút về phòng thủ tức là võ thuật. Cái khuyết điểm thì là ngủ sớm, khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ rồi. Đó đâu phải khuyết điểm đâu. Dạ. Là tốt đó. Dạ vâng. 3 đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy tôi làm vườn này, trồng rau, trồng ria rồi cây cối các thứ đó. À, vậy. Vậy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có cái vườn. Dạ. Cây cối hả? Vườn nó nhỏ thôi. Hay quá. Đủ rau ăn. Dạ. 9 giờ mà đi ngủ là em thấy tốt đó anh. Dạ. Nhưng mà dạ. 3-4 giờ sáng mà dậy thì em thấy hơi mệt ạ. Dạ không, đi tập thể dục cũng khỏe lắm chị. Không đúng rồi đó. Dạ. Vậy bây hả? Giờ là Quỳ Linh cũng vậy, là đi ngủ rất là sớm mà dậy cũng rất là sớm. Với tuổi mình là dậy lúc đó đúng là 5 giờ là dậy được rồi. Dạ đó. Vâng, làm dậy tập thể dục. Đúng rồi. Cái ưu điểm nó mới biết thuốc lào đây. Anh ơi, nhưng mà 3-4 giờ sáng mình dậy mình hay là mình có kêu luôn người chung quanh mình dậy không anh? Dạ không, có mình nha. Xong rồi người ta đi tập thể dục chung quanh bà sông quá trời luôn. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. Mình. Mai mốt mà hai người thì chắc có lẽ là thức hơi trẻ một chút. Dạ. Ủa nãy anh nói mới biết hút thuốc lào hả? Dạ. Ủa sao tập hút thuốc lào chứ vậy? Cũng không biết, nó tự nhiên cái duyên nó đến à. Thuốc mà có duyên á. Thuốc mà có duyên đó nha. Có thằng em nó cũng làm bên dược ở ngoài Hà Nội á. Ừ. Thế là nó vào đây, nó bảo anh chở em đi kỳ bằng được, em hút điếu thuốc lào, em nhớ lắm. Thế là cũng bập bẹ hút vào, thế nó say lâng lâng, thế là từ đó bén duyên luôn. Trời ơi. Giờ nếu mà mình nay có tình yêu say lâng lâng, mình bỏ thuốc lào nha. Dạ. Mà nhà gái. Điểm mạnh của mình thì ít chứ cũng không có nhiều. Nói chung là nhìn gần thì cũng thấy dễ coi, thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu, nhưng mà cũng biết kiềm chế. Mình nghĩ mình là người tử tế và không lăng nhăng. Điểm yếu thì là có hơi nóng tính một xíu. Cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào? Im luôn, là không nói được nữa luôn. Nóng quá là im luôn à, hả? Nóng quá là im luôn. Còn nói được là kiểu là còn có thể đàm phán còn cứu được, còn nếu không là im luôn, kiểu để trong bụng vậy luôn. Còn nói được là còn nguội đó. Thấy bay mềm mềm là lấy nước xối liền nha. Dạ, dạ. Xôn sông. Tại nhà đằng trước nhà có sông. Ê trời đất ơi, đừng nói xô xuống sông nha. Em không biết bơi nè anh. Dạ, em ở đây không biết bơi anh ơi. À, biết bơi. Dạ, dân trên núi xuống anh nên không có biết bơi. Dạ rồi, nói vui. Đường tình duyên của anh Tình thế nào rồi? Em thì trước giờ có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là cái thời sinh viên hồi mới 16 tuổi. Ừ. Vào Sài Gòn không vào thì hỏi cô ấy, cô nói là ở nhà thì em mới cưới, đi ra là em không cưới. Hỏi sao vậy, nói đi ra là chồng của người ta thì ở Thanh Hóa là bị cưới. Thế thôi không ở Thanh Hóa nữa, vào Sài Gòn luôn. Vào Sài Gòn thì vào đây thì vô tình thì vào chỗ cái ông bạn thân đi chơi. Thế là cô em gái cũng ngoài Thanh Hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này. Thế là thấy cua luôn, cứ dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm. Tức là cua là lấy luôn đó? Dạ lấy luôn. À là vợ anh đó? Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn? Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Tức là anh có gia đình rồi? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau 26 năm? Vâng. Wow, được mấy người con rồi anh? À, dạ được hai, lớn sinh 2004, còn nhỏ là sinh năm 2009. Anh nhỏ là hiện nay đang là cầu thủ của Viettel ở ngoài Hà Nội.
Như vậy là 26 năm anh chia tay từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 28 là nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi. Dạ. 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm á. Dạ cũng không, cái duyên nó đi thôi anh. Hết duyên. Tình yêu anh giống thuốc lào quá vậy. Duyên nó tới. Dạ vâng. Rồi duyên nó đi vậy đó. Dạ, vâng. Không có căng thẳng, không cãi không, nhau luôn. Không cãi nhau, cũng có sơ sơ thôi. Ai đi trước? Bà xã đi trước. Bà lấy chồng gốc người Anh, cách sân vận động Manchester khoảng 6 cây số. Trời ơi, tìm hiểu kỹ vậy đó hả? Bữa nào qua Manchester chơi nha. Dạ vâng. Nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó. Em rất là thích cái câu của anh Tình hay nói đó là do duyên thôi, không có đổ lỗi cho ai mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do, mà tất cả nó đều chỉ là do duyên thôi. Không, thật ra thế này, nếu mà nói ra do duyên không, nói chung chung như thế cũng không được. Dạ. Chính ra chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải chia tay với nhau, để cho ta có kinh nghiệm. Tại vì 26 năm nó phải có cái gì đó mình mới chia tay nhau chứ. Không, đừng ông Mai. Là... Dạ em chào anh. Không phải là em qua để em nhìn anh đâu, mà em qua em nói chuyện với ông Mai của em. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó. Nhưng mà bây giờ chuyện nó qua rồi thì người ta sẽ trả lời bằng một câu là tất cả mình là do duyên thôi. Để nó dĩ hoài di quý hết tất cả mọi cái. Mấy cho nó nhẹ nhàng đi. Đừng có gọi là lấy cái chữ có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Bây giờ hỏi thẳng anh đúng Tình rồi. Là trong dạ. câu chuyện đó là anh có nhận thấy anh là người có lỗi không? Dạ cũng có một phần. Đó, bây giờ lỗi gì luôn? Do là để cho bà xã đi ca hát nhiều quá. Ủa thì lỗi gì vậy? Thành thử là bà đi nhiều quá thì mới yêu cái ông Tây này thì cũng nghêu ngao biết hát nữa. Thế là gặp nhau từ chỗ Vũng Tàu á. Vậy là lỗi do anh để dạ. cho bà xã đi hát nhiều quá. Dạ dạ. Rồi hát cái ông Tây ông hát cái quen ông luôn. Dạ đúng rồi. Vậy tính ra anh phải đi tập hát. Đúng không? Dạ, dạ, đang tao nhận ra cái lỗi. Người ta biết giỏi vậy tao biết hát. Không biết hát được không anh? Dạ dạ. Hát dạ, được hết chưa? Bây giờ muốn hát được thì đã muộn rồi. Bởi vì ông Tây ông hát trước. Thiệt á. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tình trường của bên nhà gái nè. Quê quá à. Tôi nói chuyện không lại rồi đó. Tình trường nhà gái tình trường sao? Sao nè? Em thì cũng có khoảng hai vài mối tình. Tình đầu là lâu nhất, quen biết từ bé luôn. Bố mẹ cũng là thân với nhau. Quen được một thời gian, xong đó thì phát hiện ra là ảnh có người khác. Chỉ cũng là học chung cao học với ảnh. Thành ra là lúc mà em biết vậy xong thì em chủ động em chia rút tay. Rút lui luôn. Dạ, rút lui luôn. Vì với em thì mình mà đã thành option thì em không sẽ không là lựa chọn người khác. Mà em nghĩ là ảnh nên lựa chọn cái người kia thì tốt hơn. Cái cá tính là đã thể hiện ngay từ dạ. lúc mà mình còn trẻ. Dạ, nói chung là cũng đau khổ lắm. Tại vì tình đầu mà nên là khoảng cũng 5 năm sau mới quen người tiếp theo. Cái mối tình thứ hai thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế, cũng rất là chu đáo. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì em gái mất rồi, cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại ảnh một chút xíu. Nói chung là hai bên không ấy thì em nghĩ lựa chọn cái gia đình. Tại vì ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dồn dập và mình thấy là không nên gây căng thẳng cho ba mẹ. Tại mẹ em đó cũng bị trầm cảm nặng. Nói chung là Nga cũng lận đận về tình duyên ha. Dạ. Một con người siêu lận đận luôn anh Quỳnh Linh. Quá lận đận luôn. Ở bên đây thì không có lận đận mà nó có duyên, nhưng mà sau đó hết duyên vì lý do là không biết hát. Dạ. Anh tập hát chưa? Dạ mới tập đây anh. Mới tập đây không? Dạ. Bây giờ hát giao lưu cái liền nè. Bài Biển Tình vậy ạ. Biển Tình. Dạ, mới tập có 2-3 ngày nay. Về phải thuộc nhiều bài vô. Dạ. Rồi chuẩn bị 2-3. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn thiếu từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì ngàn ngân hà mình cũng có, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao trong đêm. Có. Bây giờ Nga hát cho con sao nè? Em hát tiếng Anh được không anh? Tiếng được gì luôn, được tiếng hết. Gì cũng được. Dạ, tại em chào anh. Ấn tượng quá. Dạ, hơi bạc rồi anh, bạc hơn anh Quỳnh Linh. Bạc đầu luôn. Xin gửi tới mọi người kiểu góc vui một xíu mà một bài hát At My Worst của Pink Sweat. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end?
Let me show you love. Oh, no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my words. No, but... Oh, em... Okay. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình hỏi về cái... Đúng rồi. Cái tiêu chí. Tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Em thì cũng hay có cảm tình với người nào cao tầm cứ gần 1m7. Được. Đó là... Được chị. Được. Ok, Ngọc Lan. Được. Gì nữa? Có điều là không có hút thuốc. Bên kia mới hút thuốc lào. Thuốc lào mới hút thôi. Về bởi vì người ta buồn quá, một mình người ta say thuốc lào. Bây giờ nếu có người nào đó làm ta say, người ta mê, người ta thăng hoa, người ta bỏ thuốc lào liền, đúng không anh Tịnh? Dạ, về bỏ thuốc lào. Bỏ thuốc lào. Dạ. Vậy đàn trai tôi đáp ứng gần như 90% trở lên chỉ có thuốc lào thôi. Bỏ được hứa luôn rồi. Dạ. Rồi anh Tịnh. Dạ. Anh muốn một người yêu như thế nào? Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Dành khoảng 10% cho điện thoại thôi. Không chat nét trên điện thoại nhiều. Ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh. À, nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì. Đi làm thì đi, về nhà thì dành thời gian cho nhà, cho gia đình. Anh có mẫu hình lý tưởng nào không? Phụ nữ phải rây rây tí. Rây rây. Không, 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 không mập mập. Ốm ốm đó đúng không? Dạ, anh giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình. Rồi gì nữa anh? Ray rồi gì nữa không? Dạ vậy thôi. Tóc dài hay tóc ngắn hay... Thôi, tóc thì không quan trọng, cứ dễ ăn dễ nuôi là được rồi. Bên này ray quá không biết có dễ ăn không nha. À, mình dễ ăn Ngọc Lan. Hôm nay Tình đi với ai? Dạ đi có một mình thôi. Một mình? Dạ. Hôm nay Nga đi với anh? À, một mình luôn. Nga đi một mình luôn. Ông mai bà mối sẽ làm luôn nhiệm vụ đó luôn. Dạ. Okay. Bây giờ là mở rào cho gặp nhau đi. Rồi mở rào. Ôi, chào Nga. Dạ, chào anh Tình. Thì không biết tặng cái gì, tặng em một cuốn sách. À, xin đọc sách chút. Dạ, cảm ơn anh. Em đọc cũng nhiều lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng kỷ niệm anh. À, dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em được hợp với anh. Dạ. Cảm ơn anh. Ray dữ lắm. Lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia. Thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn, nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc chứ. Là cũng em kinh doanh cái gì về bên kia? Em bên thiết bị y tế, ý là chuyên viên về sản phẩm, hãng mấy hãng bán máy cho ví dụ như X-Quang. Đi cũng khá là nhiều đó. Dạ. Thì kiểu đấy là công việc. Không sao. Dạ, lẽ là không sao đúng không? Ok. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Mối tình trước của anh sợ lắm. Quan điểm của anh thì là về tình yêu sao, anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây thì anh thấy em được. Dạ. Anh cần một người chung thủy. Vậy thì bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được. Sao không được? Người ta 26 năm được, là cũng được đó. Tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta con gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok, ok. Anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ. Mình sẽ tập trung vào phía trước. Anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. Bây giờ có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói. Chưa nói kìa. Hỏi lần sau em hỏi sao hỏi lại. Anh xin lỗi đó, em chưa nghe. Y chang vậy. Quan điểm hôn nhân. À rồi. Quan điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh thì bây giờ con cũng lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Thương vậy trời. Anh có thể được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Em sao em? Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh, rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh. Ở đây thấy chỉ có thuốc lào thôi. Đây trà khô. Đây có trà khô. Không thuốc lào thì anh có thật là anh mới biết hút đây à? Nhưng là anh bỏ được. Em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha. Bỏ được không? Nhắm bỏ được. Không, chưa ghiền đâu, mới hút và mới thử. Hứa bỏ được không kìa? Anh hứa anh bỏ được. Anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước.
Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Vì nhà này kia cứ, nọ là gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2. Nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn? Một mình luôn, nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm chưa? Nhiều lắm, thích lắm luôn rồi đó. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè, Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn con đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích con nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng đó. Anh tính sao? Ok thôi. Anh cái gì cũng ok hết trơn. Nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp với anh. Đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột rồi. Đẻ không là do anh á. Đẻ không do ông á, chứ bên đây người ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy máy xịn. Đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? Bốn năm rồi, bốn năm rồi. Để sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà giờ, là hứa nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được như nào, hứa đi. Đời, em đâu có đẻ được. Không, không có anh làm sao người ta đẻ. Vậy là kết hợp, phối hợp với nhau đúng không? Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái, con trai được không quan trọng. Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá. Nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được. Anh thích ca sĩ. Nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát triển đúng hướng. Hướng cho nó ngay. Giờ thì đúng là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói, giờ còn 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè. Dạ. Nửa tháng em nữa. Em suy nghĩ đi anh. Anh mà anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm rồi đó. Ừ. Dạ, cẩn thận, cẩn nhất thận. Là nổ, nhất là nổ đó. Nhất là nổ á. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Hồi nãy anh nói anh có biết võ đúng không? Thì ra thử múa về đường anh. Thử thử nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây thì chỉ phòng vệ thôi chứ không có phản công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Cái em né rồi không anh? Tại vì chân mặt quần này không đá được. thử ra tới đâu không đá được. Đá tới đâu. Đó, thích đất luôn coi. Đất hả? Ừ. Đất là nhà mà. Chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe khoắn. Good luôn à. Khỏe. Đó. Cái dòng mà dảnh dảnh mông này dễ dữ mà. Ủa, kỳ vậy anh. Rồi, được rồi, khỏe rồi. Được rồi, khỏe rồi. Ok rồi, làm okay. Tí nữa đi thôi. Em tin rồi. Làm tí nữa đi. Tin rồi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Khỏe dữ không? Không, rồi, được ok. Ổn không? Ổn, ổn rồi. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ, thấy cũng ổn. Ổn không? Ok. Nhà to, sợ ma, ở con mình. Ha. 4-5 năm nay máy chưa nổ. Cái đó là em nghi nhất á. Em nghi nhất hả? Ừ. Nghi ông nổ rồi kìa. Là nghi làm sao? Nghi là trong 4 năm mà nổ rồi. 4 năm nay là có nổ lén lén mấy lần. Cũng có 1-2 lần thôi. Đó, em nói mà thấy chưa? Thử với máy nó còn tốt không thôi. À, okay. Nhưng mà máy thực ra máy vẫn còn tốt. Để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới cho nổ rô đai tí. Là gì? Thì đó. Thì lâu lâu là làm nóng máy rồi đó. Thử một mình thôi. Thử một mình đúng không? Ủa vậy là không ai check á. Cậu la này, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là con người rất là thật. Thật ra mà nói là rất là thật tình, thiệt nhất có thể luôn đó em. Anh Tình, giờ em hỏi nè. Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng quá. Dắt về nhà nấu cơm, anh nấu cơm giùm anh luôn. Anh có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn được hả? Ồ, good. Món gà rột là món gà tái chanh. Ờ, là gà luộc đúng không ạ? Không, gà tái chanh. Gà đặc tái biệt chanh hả? Ừ, đấy. Bây giờ anh mạnh mẽ tới, anh nắm tay Nga ha. Dạ. Rồi, nói những cái lời chân thành nhất để Nga cảm nhận xem Nga quyết định thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt Nga. Rồi, một... Sao tự nhiên thấy sợ quá Ngọc Lan? Em cũng hơi đùng quá nha. Anh thấy em rất hợp với anh.
Dạ. Rất dễ thương. Em thấy anh cũng là kiểu chân thật. Dạ. Thì có sao nói vậy. Hy vọng là con cũng có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Dạ. Tôi thấy thế này là bà mối. Đàn trai tôi chịu đàn gái lắm luôn rồi đó. Đàn gái cũng chịu lắm. Giờ đàn đây không bấm là tôi bấm. Đây hòn không bấm là tôi bấm. Đó, anh nói với Nga, đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn, rất là thật. Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi, để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Được đó Nga. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội thấy hợp nhau thì... Dạ, về thẳng nhà anh nấu cơm vậy mà. Cố gắng chăm sóc mối tình nha. Dạ, vâng, cảm ơn bằng anh. Mọi giá tình dạ, nha dạ. Quyết liệt. Đây là những phần quà từ chương trình gửi tặng cho hai bạn. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Nào, hãy nắm tay Nga đi nha.